Nay Mỹ Tho Laptop tiếp tục xử lý một chiếc máy bị gãy bản lề nha các bạn. Đây, đây là chiếc máy Dell Inovation 3511. Thì cái con máy này các bạn đã được làm bản lề một lần trước đó rồi, và bây giờ nó bị gãy lại. Thì nói cho các bạn luôn là cái chiếc máy mà đã từng làm ra bản lề á, thì các bạn phải mở gập đúng cách, chứ không phải là làm bản lề rồi các bạn đổ lỗi cho cái đơn vị làm trước đó là họ làm mẫu nha. Tuy nhiên thì cũng có những cái lý do bất khả kháng là bản lề gãy, là do làm hơi ẩu một xíu nó cũng vẫn gãy lại. Tuy nhiên cái bản chất của con máy này á, là cái dòng Dell Inovation 3511 các bạn, là nó đã được giống như chạm. Nay Mỹ Tho Laptop tiếp tục xử lý một chiếc laptop bị gãy bản lề nha các bạn. Dell Inovation 3511. Thì dòng máy này đã gãy bản lề trước đó một lần rồi, và bây giờ nó bị gãy lại một lần thứ hai nữa. Thì nhắc cho các bạn hiểu luôn là những cái dòng máy đặc biệt là Dell HP hay một số cái dòng khác, thì khi mà đã xảy ra tình trạng gãy bản lề rồi thì các bạn phải mở gập đúng cách để tránh tình trạng bị gãy bản lề trở lại. Và ở đây là con máy này đã bị gãy trở lại, tại vì đã có dấu làm nè. Thì bên mình sẽ hỗ trợ bạn khách xử lý cái tình trạng này. Máy này làm bản lề ở thành phố nha, và giờ bạn ấy mang về Mỹ Tho để làm lại bản lề này. Máy này thì cũng đã hơn 2 năm rồi các bạn, và đặc trưng của dòng Dell Inovation 3511 thì nó khá là mỏng. Vì thế khi các bạn mở gập thì nên đúng cách để tránh tình trạng gãy bản lề trong tương lai xảy ra lần nữa. Thì những bạn nào chúng ta đang gặp phải những cái vấn đề liên quan tới bản lề của laptop bị gãy thì có thể mang qua để Mỹ Tho Laptop mình hỗ trợ nha. Quá trình làm bản lề thì thời gian diễn ra khá là lâu nha các bạn. Các bạn phải gửi máy ít nhất là nửa ngày tới một ngày thì để cho keo bản lề nó khô á, thì trong quá thì mới lấy máy được. Bạn nào cần thì inbox cho bên mình nha. Xin cảm ơn.